Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh của Ngọc nha. Thì bữa hôm nay Ngọc quay cho mọi người xem cái cây bơm ha. Cây bơm ở bên xứ Bỉ nè. Đó. Mùa đông thì lá rụng hết rồi. Ở dưới đất nè. Mọi người thấy gì không? Đó, trái bơm nó rụng nè. Trời ơi, trái bơm này nó bự dễ sợ ha. Trái bơm bự quá bự. Có sâu rồi, không ăn được ha. Chắc là bơm này cũng chua chua vậy đó. Bơm nó rụng nè, rụng quá trời rụng luôn. Đó, bơm rụng quá trời dưới đất luôn nè. Đó, thấy không? Ở Việt Nam mình thì có cóc ha. Còn ở đây thì có bơm với lại mấy trái lê rồi đó. Mùa này nó rụng dữ lắm luôn. Mình quay cho mọi người xem cái khung cảnh ở đây ha. Đây giống như là một cái, gọi là một cái trung tâm mua sắm á. Ở bên Bỉ thì thời tiết lúc này thì nó cũng hơi khá là lạnh đó. Rồi chào mọi người ha, hẹn mọi người những cái clip khác nha.